Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là Chi làm cái video này để mà Chi trả lời một số câu hỏi của tất cả nhiều bạn hỏi thăm Chi trong cái thời gian vừa qua về cái vấn đề mà Chi gặp vợ chồng của Chi ở đâu, quen qua cái trang web nào, rồi làm như thế nào để mà mình tìm được một cái người bạn trai trên mạng, rồi làm sao để mà mình tin tưởng khi mà mình nói chuyện với họ. Thì đây là những cái chia sẻ của Chi là để mang cái tính chất cho các bạn tham khảo thôi nha. Chứ còn mà thực sự là đây là không phải là những cái điều mà Chi chia sẻ để mà giúp cho các bạn có thể tìm được những cái người bạn trai hay là những người chồng giống như là mình đã tìm được, hoặc là có thể chắc chắn rằng là qua những cái đó mà các bạn có thể tìm được cái người vừa ý cho mình. Chỉ là mang tính chất tham khảo và các bạn phải tự mình tìm hiểu và có thể là lấy cái cảm nhận của mình khi mà mình nói chuyện với một cái người nào đó, mình trao đổi thì mình phải tự đánh giá và nhận xét về cái con người đó, hoặc là có một cái điều gì đó mới có thể là mình biết chính xác được là người đó có thật tình với mình hay không. Chứ còn những cái điều mà Chi chia sẻ ở đây á, thì đó là chỉ mang có thể là nó phù hợp với Chi hoặc là phù hợp với một cái số người nào đó. Cho nên là các bạn cũng chỉ tham khảo và có thể là tham khảo thêm một số cái thông tin khác, những cái trang web khác nữa. Thì qua những cái trang mạng á, thì thực sự là Chi đến với ông xã Chi á, là không có phải là qua những cái trang web kết bạn, mà là Chi với ông xã Chi gặp nhau trên cái mạng Tango. Tango đó chỉ là một cái mạng xã hội, một cái app á các bạn, nó giống như là cái app Facebook hay là cái app của Viber vậy đó. Viber là hồi cách đây cũng mấy năm về trước là thường là những người ở nước ngoài giống như Chi á, là chị hay sử dụng cái mạng Tango với lại Viber để mà Chi trao đổi với lại gia đình của Chi, là những cái thông tin hình ảnh hay là nói chuyện á. Tại vì cái đó là những cái app đó là free, nói chuyện free, rồi gửi hình tin nhắn là nó cũng rõ, cho nên là chị hay sử dụng cái app đó. Thì trên cái mạng Viber thì nó ít các bạn, nhưng mà trên cái Tango á thì nó giống như là một cái mạng Facebook vậy đó. Thì trên đó là mình cũng có thể thấy được rất là nhiều người ở trên đó, người ta dùng cái mạng đó, người ta trò chuyện với bạn bè. Thì nó sẽ có những cái hình profile, có những cái hình của những cái người mà người ta tất cả khắp nơi trên mạng. Thì Chi cũng vô tình thôi, chứ thật sự lúc đó là Chi cũng không phải cố tình để Chi lấy cái app đó để mà Chi nói chuyện hoặc là Chi tìm bạn, mà Chi chỉ trao đổi với gia đình của Chi. Nhưng mà có thể là mình để cái chế độ công khai đó các bạn, cho nên là tất cả mọi người đều có thể thấy được mình, thấy những cái hình đại diện của trên cái trang web của mình, có trên cái app đó của mình, giống như là một cái Facebook, cái hình nền Facebook vậy đó. Cho nên khi đó thì ông xã Chi ổng mới add và ổng mới nhắn tin cho Chi. Và không phải đi một mình ông xã Chi mà là rất là nhiều người khắp nơi trên thế giới hết các bạn, có nghĩa là ở Anh, ở Pháp, ở Mỹ, ở Canada, rồi người Mỹ, người nói chung là tất cả người nào cũng vậy hết. Người ta thấy mình cái là người ta add cái hình của mình vào đó và người ta nhắn tin cho mình. Thì Chi và ông xã Chi gặp qua là qua cái app Tango đó, chứ không phải là trong những cái trang web kết bạn. Thì sau khi mà nhắn tin qua lại với nhau rồi thì mình mới chuyển qua là mình nhắn tin bằng tin nhắn bình thường và email đó. Rồi sau khi trao đổi email với nhau là lúc mà chỉ là nhắn là vài cái tin nhắn đầu tiên ở trên cái app Tango thôi, là xã giao thôi. Nhưng mà khi thực tế tìm hiểu thì lúc đó là cả hai là cho cái số phone thật. Mình cho cái số phone thật với nhau, rồi mình nhắn tin thật, xong rồi trong cái lúc trao đổi đó thì từ từ vài ngày rồi mình mới tìm hiểu ra nhau thật rồi đó. Thì ông xã Chi ổng mới cho Chi biết được rằng ở cái công ty của ổng nằm ở đâu, rồi nhà của ổng ở nơi nào, rồi lúc đó là mình mới tin tưởng với nhau, rồi bắt đầu mình mới nói chuyện qua cái email, mình mới viết những cái email, mình tâm sự, mình chia sẻ tất cả những cái gì trong cuộc sống của mình. Và qua những cái email đó mà Chi với ông xã Chi mới bắt đầu là hiểu về nhau nhiều hơn. Và mình những cái lúc mà mình viết email với nhau đó các bạn, thì mình chia sẻ thì ít nhiều gì đó, trong những cái lúc mà mình thể hiện mình hành văn trên cái lối viết văn đó, thì có thể ít nhiều gì mình cũng có thể mình đánh giá được cái người đó là họ là cái người như thế nào, cái người trí thức hay là cái người có cái sự hiểu biết hay không, và người ta là cái người có cái tấm lòng tốt hay như thế nào hay không, thì mình đọc qua cái tin nhắn là mình cũng đã biết rồi. Ví dụ như một cái người bình thường giống như bạn mình ở ngoài, như người Việt Nam cũng vậy, khi mình nói chuyện với một người nào đó thì qua cái cách cư xử của họ, một cái lời nói của họ, thì mình cũng thể đánh giá được cái con người của họ là ở cái tầng lớp nào. Cho nên là vì khi đó là Chi với ông xã Chi á, thì chưa có gặp nhau, nhưng mà mình trò chuyện qua email, mình gửi tin nhắn, mình gửi email mỗi ngày, một ngày rất là nhiều các bạn, và những cái tin nhắn email dài luôn. Cho nên là Chi với ông xã Chi mới có một cái độ tin cậy, và mình biết được cái nơi ăn chốn ở của ổng, là nhà cửa của ảnh, rồi hình ảnh gia đình của ảnh, rồi sau đó mình mới gặp nhau ở ngoài đời.
Và sau khi gặp nhau rồi thì mình tiếp xúc rồi bắt đầu mình mới có cơ hội mình tiếp cận cái người đó và mình mới đặt cái lòng tin ở họ. Thì giữa Chi với ông xã Chi đó là cái trường hợp là Chi đã đến Mỹ rồi và Chi gặp anh xã Chi là ở Mỹ. Còn những bạn mà đang ở Việt Nam á thì rất là xa xôi. Đôi khi là mình chỉ có thể nói chuyện gặp nhau ở trên mạng và nói chuyện một thời gian rất là dài, rồi sau đó khi đạt đủ cái độ tin cậy hoặc là những cái người đó thật sự người ta thật lòng với mình thì họ mới về Việt Nam. Chứ còn có thể là các bạn mà muốn mà đi đến Mỹ để tìm hiểu cái người đó có thực tế là người ta ở đó hay không, người ta công việc như thế nào, hay là xác nhận là cái người đó thật hay là giả thì rất là khó. Cho nên là chỉ có một cái lòng tin, là có nghĩa là mình chính mình là phải có cái trực giác chính xác để mà nhận định được cái sự việc đó là nó đúng hay là sai. Chứ bây giờ các bạn mà hỏi mình hay là hỏi bất cứ một cái người nào đó mà đã có chồng hay là có bạn bè mà quen qua mạng mà hỏi chỉ cho tôi cái cách nào để mà tôi có thể tìm một cái người chồng mà chắc chắn là người đó thật tình hay không, thì chứ nói thật không ai mà dám trả lời cho các bạn điều đó cả. Bởi vì cái trang mạng xã hội, bất cứ cái app xã hội nào á, đó cũng là một cái con dao hai lưỡi, cũng là đều có hai mặt, cũng có người tốt và người xấu. Chứ không phải mà ai cũng là tốt hết và cũng không phải là ai xấu hết. Những người mà trên mạng á, thông thường hồi đó thì chị nghe nhiều người nói rằng những người mà quen ở trên mạng á là những người đó là không đàng hoàng, là những người đó không, mình không đáng tin tưởng. Nhưng mà mình nói như vậy thì nó cũng không có đúng, không có chính xác lắm các bạn. Bởi vì khi mà chị quen ở trên mạng á, chị nói chuyện với nhiều người ở trên mạng đó, thì lúc đó là chị mới thấy được rằng á, có một số người nói chuyện với mình á thì mình cũng rất là tin tưởng, bởi vì người ta cũng là có công ăn việc làm đàng hoàng và cũng có là những người có trí thức giống như ông xã chị vậy đó. Thì nhưng mà tại vì do người ta không có cái môi trường giao tiếp, người ta không có cơ hội để mà người ta tiếp xúc với những người bạn gái bên ngoài, chỉ đi làm xong rồi về nhà, rồi người ta chỉ lên mạng rồi online thì người ta chỉ tìm kiếm những cái bạn bè ở trên mạng thôi, chứ người ta cũng đâu có biết ở đâu để mà người ta tìm kiếm những cái cơ hội mà tiếp xúc với những cô gái đâu. Cho nên là những cái trang mạng xã hội là những cái nơi để cho những người độc thân hoặc là những cái người muốn tìm bạn để mà nói chuyện thì người ta sẽ lên những cái trang mạng đó. Chứ không phải là những người trên mạng là hoàn toàn là những người là không đàng hoàng. Đó, thì đó là một trong những cái app ha mà chị biết. Và sau khi mà chị kết hôn với ông xã chị rồi đó, thì ông xã chị ông mới nói với chị là một cái app, còn ảnh mới đưa cho chị rồi một cái app đó là trước khi mà ảnh gặp chị á, là ảnh cũng có tham gia cái app đó một thời gian ngắn. Thì cái app đó tên là POF, là chữ P là bê phở đó các bạn, và chữ O và chữ F, F là chữ chữ F là cà phê đó. Đó là cái trang web đó. Cái đó là cái trang web đó, đó là của một cái trang web kết bạn ở Mỹ. Thì vào đó đó là mình sẽ đăng nhập một cái tài khoản trên đó, rồi mình sẽ điền những cái thông tin của mình. Thì theo như ông xã Chi ông nói á, là cái trang web đó là mình có thể gọi là một cái trang web cũng có uy tín trong cái một trong những trang web kết bạn. Bởi vì những người ở trên đó là những người là thật sự là người ta muốn tìm kiếm bạn. Và những người mà lên đó mà mình đăng thông tin á thì mình phải điền rất là rõ ràng, ví dụ như tên, tuổi, nhà, cửa của mình, rồi tính cách, rồi sở thích của mình, rồi mình có những cái gì, nó có những cái thông tin rất là rõ ràng cho mình. Và có một điều là trong cái app đó đó, khi các bạn lên đó các bạn đăng nhập thì nó sẽ có rất là nhiều mục để cho mình muốn tìm. Ví dụ như mình muốn tìm một cái người đó chỉ là bạn thôi thì mình sẽ tìm vào những cái mục đề, cái tiêu đề, cái giống như là nó có những cái mục mà người ta gọi là nó sẽ phân ra là giống như các bạn muốn tìm bạn thôi thì mình sẽ vào những cái chỗ mà để mình tìm bạn. Còn nếu mà kết hôn thì mình sẽ muốn kết hôn thì mình sẽ tìm vào những cái người mà giống như có những cái ô đăng ký là ví dụ các bạn muốn tìm bạn gái, bạn trai thôi thì mình sẽ click vào cái chỗ mà bạn gái, bạn trai. Hoặc là các bạn muốn tìm người để kết hôn thì các bạn sẽ click vào cái chỗ là tìm người kết hôn. Hoặc là các bạn muốn tìm bạn đồng giới thì sẽ có click vào những cái chỗ bạn đồng giới. Vì nó sẽ phân ra rõ ràng như vậy để mình có thể dễ dàng để mình biết được cái nhu cầu nào mình tìm. Ví dụ các bạn chỉ muốn tìm cái người để mà quen nói chuyện chơi thôi thì mình sẽ chỉ là trên cái giới hạn bạn bè, thì trong cái group đó sẽ là những cái người chỉ tìm những người bạn thôi. Hoặc là các bạn muốn kết hôn, tìm một cái người đó kết hôn thì trong cái group đó sẽ có những người đó người ta muốn tìm để kết hôn, là mình với người đó sẽ nói chuyện với nhau là có thể hợp với nhau sẽ đi đến kết hôn. Cho nên là cái trang web POF đó đó, ông xã chỉ nói là tạm thôi nha, tạm gọi là mình có thể là uy tín. Bởi vì mình điền thông tin rõ ràng và khi mà mình vô một cái tên của một cái người nào đó đó thì mình sẽ thấy thông tin của họ hiện ra đó rất là rõ ràng.
Nhưng mà nó cũng không phải là có những người người ta cũng cố tình người ta lừa đảo, hay là người ta cũng có thể tạo những cái thông tin giả mạo thì cũng có các bạn. Thì bởi vậy cho nên là mình mới nói rằng á hả, là mình phải cẩn thận bất cứ một cái gì ở ngoài xã hội, ngoài đời cũng vậy, chứ không phải riêng vì trên web, trên mạng đâu các bạn. Mình cũng phải rất là cẩn thận khi mà mình trao đổi trên một cái trang web, bất cứ một cái mạng xã hội nào đó, khi mà mình chưa biết rõ gì, thì khi mà mình đặt cái lòng tin mình nói chuyện á, nhưng mà mình cũng phải sáng suốt, mình tỉnh táo để mình nhận xét được là cái đó là có đúng hay sai. Đó, cho nên là cái trang web đó là ông xã Chi ông nói với Chi, bởi vì lúc đó anh cũng có nói với Chi là nếu mà bạn bè hoặc là em gái của Chi á, là lúc đó cũng có muốn nói qua tìm một cái trang web nào đó để mà kết bạn, để mà tìm hiểu học tiếng Anh á, thì ông xã Chi nói là cái trang web đó là ông xã Chi đã có tham gia một thời gian ngắn, thì sau đó anh không có tham gia nữa. Thì Chi cũng có vào trong đó Chi xem, thì Chi thấy nó cũng khá rõ ràng, bởi vì trên đó là rất là nhiều thông tin và mình cũng rất là dễ dàng mình vào đó, dù mình tìm kiếm cái nhu cầu nào phù hợp với mình thì mình sẽ vào đó để mà mình tìm bạn. Thì đó là Chi chỉ giới thiệu cho các bạn những cái trang web hoặc là những cái app đó để các bạn tham khảo và vào đó. Có thể các bạn cũng làm theo những cái trình tự trong đó, là mình tạo cái app, rồi mình tạo những cái nội dung trong đó, rồi mình post những cái nhu cầu của mình, tuổi tác, cân nặng, chiều cao, giới hạn của mình, rồi nhu cầu tìm kiếm của mình là cái gì. Có những cái người mà lên đó người ta đưa nguyên một cái câu chuyện, có nghĩa là khi mà người ta lên trên đó là người ta sẽ đăng nguyên một cái dòng giống như người ta viết một cái nội dung giới thiệu tự về bản thân vậy đó. Thí dụ như người ta đã trải qua một lần đổ vỡ rồi, rồi người ta muốn cái gì, người ta cần một cái tìm một cái người phụ nữ như thế nào, rồi người ta muốn tìm hiểu để mà kết hôn, rồi thí dụ như cuộc sống của người ta ra sao, người ta có thể là kể về bản thân của người ta để cho mình biết được rằng mình có hợp với họ hay không, mà cái nhu cầu, cái tính cách con người đó như vậy, mình có cảm thấy là mình muốn tìm hiểu cái người đó hay không. Đó, cho nên là Chi thấy là cái trang web đó đó, POF đó là Chi thấy là nó có nhiều thông tin rõ ràng hơn, để cho thể có thể là mình click vào đó, mình xem trước cái tiểu sử của một cái người nào đó. Khi mà mình thấy cái người này có thể cái khu vực họ sống, hoặc là cái cách mà họ giới thiệu về bản thân của họ, mình có thể mình tin tưởng và mình muốn tiếp tục mình nói chuyện với người này, thì bắt đầu là mình mới chat với họ và mình tiếp tục mình nói chuyện. Còn nếu không thì mình có thể mình tìm hiểu những người khác. Cho nên đây là cái app mà Chi có thể là giới thiệu cho các bạn, để các bạn có thể tìm hiểu. Tìm hiểu rồi các bạn cứ thử nói chuyện. Nhưng mà thật sự là Chi cũng khuyên các bạn là bất cứ một cái điều gì cũng đừng nên đặt lòng tin quá, và mình phải sáng suốt và tỉnh táo, và mình phải tự cảm nhận rằng bất cứ một cái điều gì nó cũng có hai mặt, mặt trái và mặt phải. Mình cũng đừng bao giờ mình tin đó là quá chính xác, hay là mình tin vào cái cảm nhận của mình á, là mình phải dùng cái lý trí của mình để mà mình nhận xét rằng cái người nó đúng hay sai. Bởi vì khi mà mình nói chuyện với nhau á, thì chỉ với chính bản thân các bạn mới hiểu rõ được rằng á, là cái người đó có thật lòng hay không. Chứ còn mà mình thì mình cũng không thể nào biết được hết các bạn. Bởi vì cái người nói chuyện với mình trực tiếp với mình mỗi ngày, mình nói chuyện qua lại, thì mình mới có thể mình nhận xét được là cái người đó là họ bao nhiêu phần trăm là mình có thể tin tưởng. Cho nên là các bạn cứ thử nha. Tại vì nhiều bạn hỏi thăm mình lắm, nhưng thật sự Chi với ông xã Chi thì không có qua cái app nào hết á, Chi không có qua cái trang web nào, chỉ vô tình nói chuyện trên cái app đó thôi, rồi nói chuyện ở ngoài đời, rồi nó nhắn tin với nhau, rồi gặp nhau ngoài đời, rồi thế là kết hôn thôi. Thì đó là một trong những cái điều rất là may mắn khi mà nhiều người ai cũng biết được rằng Chi với ông xã Chi á là gặp nhau trên cái mạng xã hội, nhưng mà khi gặp nhau ngoài đời là kết hôn rồi, cũng có một cái cuộc sống hạnh phúc, cho nên là nhiều người cũng cảm thấy rằng Chi may mắn. Nhưng mà Chi thấy có cũng nhiều người bạn cũng may mắn giống Chi lắm, chứ không phải là riêng một mình Chi đâu. Tại vì mình hỏi thăm, mình cũng có dịp mình hỏi thăm nhiều người đó, thì cũng có rất là nhiều người nói với mình là người ta cũng quen chồng hoặc là người yêu cũng qua trên những cái trang mạng, những cái website như vậy, nhưng mà người ta cũng có một cái cuộc sống hạnh phúc ở ngoài đời. Thì đó, cho nên là bất cứ ở đâu cũng vậy, thì cũng có người tốt người xấu, thì các bạn cũng phải phải thử, nhưng mà phải sáng suốt, luôn luôn sáng suốt, và dùng cái sự cảm nhận của mình, cái sự lý trí của mình để có thể đánh giá được là cái người đó có tốt hay xấu ha. Thì coi như hôm nay là Chi chỉ chia sẻ với các bạn về một số thông tin về những cái gì mà các bạn hỏi mình. Thì nếu mà các bạn nào có hỏi gì nữa thì các bạn cứ việc comment trong cái video, rồi Chi sẽ trả lời cho các bạn về những cái gì mà các bạn muốn biết nha. Thì hôm nay là Chi cũng tạm trả lời đầy đủ cho các bạn muốn biết được rằng những cái điều gì mà các bạn hỏi mình trong những ngày vừa qua rồi đó. Thì đó là cái app POF, Chi nhắc lại nha, chữ P là chữ B phở đó, O và chữ F là chữ F cà phê đó các bạn. Đó là các bạn chữ F chữ P rồi chữ F ha. Đó, POF là các bạn bấm vào trong đó, rồi mình tạo tài khoản trên đó, rồi mình vào đó mình tìm kiếm. Thì đó là trang web, hình như Chi nhớ là tiếng Anh không á, chứ không có tiếng Việt nha.
Cho nên là bạn nào không biết là có tiếng Việt không, mình chỉ nhớ là không, hình như không có đó. Cho nên là vào trong đó thì mình có thể là mình thử mình tìm hiểu đi, rồi qua đó thì có thể là mình học, mình trau dồi tiếng Anh qua những cái thông tin ở trên đó. Rồi có nghĩa là các bạn cũng hãy thử, tại vì chị cũng đã thử một lần, chị tạo cái trang web đó cho em gái chị đó, thì chị thấy nó cũng ok đó. Thì thông tin của cái người, những cái người đăng ở trên đó, những người tìm bạn thì nó cũng rõ ràng, cũng khá rõ ràng. Thì chị hy vọng là những cái thông tin chia sẻ của chị sẽ giúp cho các bạn có những cái, có nghĩa là những cái lựa chọn tốt hơn. Tại vì app, cái app mà để mà kết bạn thì nó rất là nhiều, nhưng mà chị chỉ biết có bao nhiêu đó thôi, chứ chị cũng không biết những cái app nào ngoài những cái app đó. Bởi vì chị cũng chưa bao giờ chị kết bạn qua mạng như vậy hết. Thì chỉ qua ông xã chị mới nói với chị như vậy, thì chia sẻ lại với các bạn thôi nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin gặp lại các bạn vào video sau nha. Nếu bạn nào cảm thấy hay thì cho chị một like, và có thể là share cái video này cho những người nào mà có thể là muốn biết cái thông tin về tìm bạn hoặc là kết bạn qua mạng đó. Rồi nếu bạn nào chưa subscribe thì gặp subscribe cái kênh này cho chị nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, và xin gặp lại các bạn vào video sau. Xin chào tất cả mọi người.